Sao tối qua anh gọi chú hoài mà không được? Sáng nay cũng vậy. Chú Du nói giùm với sếp mới, sáng nay anh chở vợ đi khám. Đi khám thì được rồi, nhưng sáng nay gặp sếp mới, lỡ trễ sao anh? Thì chú gặp trước đi, lát anh về gặp sau. Trời đất, phòng có em với anh, mà anh ở lòng nào để em với sếp? Chú chưa một mình một phòng với đàn bà bao giờ hả? Dạ chưa, nhưng là trường hợp này. Trường hợp này, nhiệm vụ của anh và chú là làm cho cô ta chán lẹ, chạy nhanh chừng nào tốt chừng nấy. Anh đi nghe. Rất tiếc, tôi không phải là người chán lẹ như vậy. Chị là... Theo tôi được biết, thì sáng nay chúng ta có cuộc họp lúc 7:30. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta như vậy là đủ biết nhau rồi. 8 giờ sáng nay, giám đốc cử cả đội của chúng ta phải có mặt để tiếp khách đặc biệt. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có mặt đầy đủ. Chào em. Còn 3 phút, sơ ngộ mà mình đã có chuyện với sếp, mình tiêu rồi. Để coi. Đi em. Thôi anh đi học đi. Lên xe. Con bỏ con. Mày, chính mày giết con tao, mày tưởng lúc ai biết hả? Rồi mày coi, tao sẽ giật mặt mày. Mày, 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 con tôi đang, mày, tôi thật không hiểu tại sao lại giao cho những người thiếu kinh nghiệm như vậy. Tôi cần những người chuyên nghiệp, những người lâu năm, có kinh nghiệm. Nhất định phải tìm cho ra kẻ giết con gái tôi, bắt nó phải đền tội. Chú à, chú bình tĩnh à? Tôi không bình tĩnh. Giả sử cô có một đứa con gái, rồi nó đột ngột bị giết, cô có bình tĩnh được không? Tôi chưa có con, nhưng mà... Đó, cô làm sao hiểu được nỗi đau của người khác? Tôi cần những người hiểu biết kìa. Tôi sẽ gọi cho giám đốc. Nhưng mà chính giám đốc đã chỉ thị cho chúng tôi lo vụ này. Tôi không tin. Cô là ai? Cô có bao nhiêu kinh nghiệm mà đòi điều tra vụ án quan trọng này?
Tôi là Thủy Linh. Là... À ha, Thủy Linh, tôi biết rồi. Cô vừa bị giáng chức sau vụ điều tra sai về bãi sành chứ gì, rồi bị điều động công tác về phòng này. Tôi thật không thể nào ngờ được. Trời ơi, cái thằng phó giám đốc Phùng, tại sao nó dám giao cho cô điều tra cái chết của con gái tôi? Chú, thôi được rồi. Nếu như chú không tin tưởng vào tôi, chú có thể quay trở lại phòng giám đốc và yêu cầu đổi người. Nhưng nếu giám đốc đã chỉ định tôi... Sao? Mà chú vẫn phản đối. Như vậy là chú không tin vào ông ấy. Tôi sẽ đợi ở đây. Chú cứ suy nghĩ cho thật kỹ, sau đó quay trở lại đây, chúng ta sẽ bàn tiếp. Xin lỗi, tôi đã đến trễ. Quả là phòng này có nhiều điều cần phải chấn chỉnh. Chỉ có những người bị kỷ luật mới cần phải chấn chỉnh. Nếu như tôi không chính mắt nhìn thấy anh đưa vợ đi khám thai thì anh đã phải chịu hình thức kỷ luật rồi. Phòng này cấm hút thuốc. Chào cô. Nguyên. Chào anh. Chào anh. Ngồi đi. Sao? Có sếp mới về mà mặt nhăn nhó dữ vậy? Dạ, không có gì. Có anh Thành ở đây. Tôi thề với cậu là chính tôi đã viết giấy đề nghị cậu lên làm đội trưởng của cái đội này. Vậy mà mấy sếp cứ linh động đưa một người đã bị kỷ luật, hơn nữa lại là phụ nữ, về làm sếp của đội phòng chống tội phạm. Thật là không ổn chút nào, phải không anh Thành? Từ từ, cái gì cũng phải có thời gian. Mặc dù vụ bẫy sành thiếu chứng cứ, nhưng tôi vẫn đồng ý Linh rất có nghề. Bản lĩnh đó cũng là cách để Nguyên trưởng thành hơn. Em hỏi thiệt, tại sao anh không trực tiếp lên nắm đội luôn đi? Em nản quá rồi. Em không cần chức đội trưởng. Anh Phú nói đúng, đội trưởng kiểu này thì... Sếp Phùng lên tạm thời trong vài vụ đầu, sẽ hoàn toàn để đội phòng chống tội phạm độc lập tác chiến. Phòng duy nhất khi cần hỗ trợ người hay tham khảo ý kiến thôi. Nhưng anh hứa sẽ theo dõi hoạt động của đội và sẽ có ý kiến hay khi có vấn đề. Anh tin là mọi việc sẽ đâu vào đó. Cố gắng lên. Cố gắng lên Nguyên. Những cái gì mà sai, những cái gì mà không đúng, tôi sẽ dẹp bỏ liền. Sao rồi cháu? Chú, cháu xin chú cho cháu chuyển ngành. Cháu không thể nào chịu được nữa rồi. Làm bất cứ chuyện gì cũng được ngoại trừ việc này. Cháu mệt mỏi lắm rồi chú ạ. Từ từ,
Bình tĩnh nghe chú nói đã. Sao? Hôm nay nhận việc mới ổn chứ? Không thể tốt hơn. Đội phó của cháu gọi cháu là một thứ phế thải, được dứt vào cái sọt rác này. Cháu thì không thể nào kỷ luật anh ta, bởi vì anh ta nói đúng. Nguyên à? Nguyên còn trẻ, tính tình ngang tàn, nhưng là một tay có nghiệp vụ giỏi nhất đội. Ráng đi, rồi cháu sẽ có một cộng sự tốt. Ngoài ra còn Phú, phó phòng và thanh trưởng phòng. Hai anh này cũng rất tốt, có cần cứ hỏi hai anh ấy. Cháu không thể nào ráng được nữa. Nếu như cảm thấy mình không có năng lực thì mình nên rút lui tốt hơn chú à. Chú vừa gặp ông Phấn, ông ấy nói rằng rất ấn tượng về cách xử lý của cháu. Qua vụ này, cháu sẽ lấy lại uy tín. Và đó cũng là cơ sở để chú đưa cháu trở về công việc mà cháu mong muốn. Còn có cơ hội đó hả chú? Ừ, chú hứa. Ráng đi. Con chào mẹ. Ủa, con đó hả? Mẹ ăn cơm chưa? Chưa. Sao giờ này chưa ăn nữa hả mẹ? Ừ, mẹ nói rồi, mới dựng việc thì lo làm cho xong đi, đừng có quan tâm tới mẹ. Sao rồi, ổn không con? Dạ ổn mẹ. Ừ. Sao mẹ nghe ba con nói con không được vui? Giấu hả? Có gì nói ra cho nó bớt buồn. Già cả rồi làm gì cũng được, nhưng mà nghe con nói thì được. Đúng là không có gì giấu mẹ được. Bởi vậy mỗi khi con buồn, con lại phải sang đây với mẹ. Mẹ, sao con? Con lại vừa nằm mơ thấy ảnh. Cũng hơn một năm rồi. Con lo tìm hiểu đi. Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ mà nói vậy con có về đây nữa đâu. Ừ. Thôi, con mang thuốc xuống dưới, xong rồi con dọn cơm con với mẹ ăn nha. Ừ. Anh. Đem. Anh à, sáng nay dù anh đưa em đi khám có sao không? Không sao đâu. À, mà em khám sao rồi? Có gì mới không? Em lại lên gần 2 ký nữa rồi. À, anh, sếp mới anh thế nào rồi? Bình thường. Em lại thấy hổng bình thường. Hình như anh có vẻ không nể chị ấy, nhưng mà có cần căng thẳng ra mặt chị không? Có căng thẳng gì đâu. Chị nói cho bà biết, cái đội của anh không phải là sọt rác để chứa những người bị kỷ luật. Anh nói vậy? Ừ. Chị ấy bị kỷ luật hả? Nghe đâu điều tra sai sót gì đó, rồi kết tội quan cho người ta, bị kỷ luật, giáng chức đầy về phòng này. Thật tội, em nghĩ chị ấy khó xử lắm, anh thử nghĩ coi. Thôi đi. Thêm em nữa. Thôi, anh đi tắm đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 6 trao 4 căn nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng. Ngân hàng Việt Á trao 2 căn nhà trị giá 30 triệu đồng. Cùng nhiều phần quà Tết cho bà con xã Tân Định.
nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân nghèo đón Tết cổ truyền được ấm no hạnh phúc. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Vận động Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, con chào ba. Còn Vận động Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và công ty thức vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC hâm lại mà ăn. Hỗ trợ 100 triệu đồng quà Tết ban chưa? Cho năm huyện. Ba ăn rồi. Tân Thạnh, Thanh Hóa, à, Đức Huệ, ông Năm Phấn Châu Thành, ông có điện thoại cho ba. Năm Phấn. Chi vậy ba? Ông hỏi chú Phùng. Ông biết con là con gái của ba. Điện thoại gửi gắm đó mà. Thiệt tình. Rồi ba quen với ông sao? À, quen qua chú Phùng. Mấy năm trước, ông dính tới cái vụ làm hao hụt tiền dự án của nhà nước mà công ty của ông đấu thầu. Tưởng ở tù rồi đó. Mai làm sao là bên điều tra họ tìm ra thủ phạm là tay kỹ sư trưởng đã cấu kết với đám kế toán nên ông thoát đó chứ. Chú Phùng là người có công lớn nên họ hay nhậu với nhau lắm. Cũng có lần họ mời ba. Còn ghét nhất là mấy người ý mình quen biết sau đó rồi nhờ giả. Hình như họ nghĩ không thể nào tin tưởng vào khả năng của cơ quan điều tra được. Bây giờ ai cũng làm vậy cả. Giả lại chắc ông cũng quá đau lòng cái vụ con gái ông chết đột ngột trong lúc ông đi chữa bệnh ở Singapore. Con cũng thông cảm cho ổng đi. Con đang cân nhắc xem là con nên nghỉ việc hoặc là chuyển ngành hay không để có thể mở một công ty vệ sĩ hay là thám tử gì đó chẳng hạn. Thám tử? Con có nói chuyện này với chú Phùng chưa? Dạ rồi. Chú nói làm sao? Đương nhiên là chú yêu cầu con hỏi lại. Là công ty trách nhiệm hữu hạn Bảy Sành do ông Lê Bá Sành làm đại diện. Ba thì ba là nghĩ khác. Bà tới thăm và tặng quà cho các em. Nếu mà con cảm thấy mệt mỏi thì chuyển ngành cũng được. Ở nhà lấy chồng rồi sinh con. Ba nói sao? Chở búa, cơm nước rồi đẻ con. Có cha ngoại cho ba ấm. Đẻ con, chở búa. Ba nghĩ con hợp với mấy chuyện đó sao? Theo lá đơn này thì ông Huỳnh Văn Phấn, tức là Năm Phấn, đã làm đơn tố cáo con rể của mình là ông Phan Hồng Khanh, đã giết chết con gái của mình. Mặc dù hồ sơ vụ án đã có giấy chứng tử của bệnh viện, chứng minh là cô Huỳnh Lan Phương đã chết do một cơn đột quỵ mà nguồn gốc là đau tim. Có lẽ trước mắt chúng ta phải đi lại từ đầu. Tôi sẽ gặp Năm Phấn, còn hai người sẽ đi gặp Khanh nha. Chúng tôi phải làm gì khi gặp Khanh? Và anh ta nói là giấy báo tử đã cho kết luận. Trước hết là chúng ta hãy thu thập tất cả những hình ảnh về đám tang của cô Phương và những người có liên quan tới cái chết của cô ấy. Sau đó chúng ta sẽ đi hỏi từng người ở trong gia đình và xem những mối quan hệ của cô Phương với người xung quanh như thế nào. Ở đây tất cả mọi người đều đã học qua nghiệp vụ điều tra hồi năm nhất an ninh. Dạ, tụi em hiểu rồi. Tụi em đi. Đi anh. Tôi chưa hiểu tại sao chúng ta phải làm vụ này trong khi còn rất nhiều vụ khác đang tồn động. Cả phòng hình sự phải xoay quanh một lá đơn du dơ vô căn cứ. Và nếu mất thời gian đi đến cùng mà kết quả vẫn như kết luận của bệnh viện thì sao? Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta là phải làm sáng tỏ tất cả những oan khuất của mọi công dân. Nhất là nếu công dân đó là chỗ thân tình của giám đốc và trưởng phòng hình sự. Mình đi anh. Lẽ ra tôi không nên về đây. Tôi biết là cái ghế này đáng lẽ nó phải thuộc về anh. Nhưng mà hãy tin, với tôi chỉ là chẳng đặng đừng thôi. Cái ghế đó nó có thuộc về tôi hay không thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không dễ chịu đối với ai miễn cưỡng ngồi vô đó. Thôi được, nếu vậy chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Nếu như tôi không tìm ra vụ này, tôi sẽ tự giác ra đi. Còn nếu như tôi tìm ra, tôi sẽ được phục chức. Cả hai con đường đều giúp chúng ta thoát khỏi nhau. Anh thấy sao? Tôi thích khả năng thứ nhất hơn.
Anh Nguyên. Chào chị. Chào cô. Cô là... Tôi là Linh. Dạ, ông chủ có dặn. Dạ. Mời cô. Dạ. Dạ, đây là tài liệu mà ông chủ giao cho cô. Dạ được rồi, cảm ơn. Anh nhớ em nói nha. Anh biết rồi. Nhớ đó. Dạ, chào chị. Chào chị. Chị có tới văn phòng không? Em đưa chị đi luôn. Ờ, cho tôi quá gian. Dạ. Chào anh. Chào chị. Dạ. Tới rồi. Anh đừng có lo. Được rồi. Bye anh. Ông Năm nhắn chị tới công ty, ổng kẹt, không có về được. Vậy à, cảm ơn chị. Chị ở đây nha, tôi có việc phải đi trước, chào chị. Dạ. Dạ, cô dùng nước. Xin lỗi, cô đó là ai vậy? Ủa, cô không biết hả? Cô Bình Nga, vợ của ông chủ. À, vậy còn cậu đó? Chú Luân, trợ lý của ông chủ. Trợ lý của ông chủ? Dạ. Mình nên ngừng mối quan hệ này lại nha anh. Tại sao lại như vậy hả em? Chồng em hiện giờ đang biết mối quan hệ của tụi mình, cho nên em muốn... Em sợ cái gì chứ? Tiền bạc á, tuy là anh không chào bằng ông, nhưng mà anh đủ sức lo cho em được mà. Không phải. Em luôn thấy vui khi ở bên anh, nhưng mà nhiều khi em nghĩ dẫu sao thì em cũng là phụ nữ đã có gia đình, mà chồng em thì hiện giờ không còn người thân nào hết đó anh. Con gái ổng cũng đã chết rồi, thì mọi việc trong gia đình đều do em quán xuyến. Em không muốn ông ta đọc được suy nghĩ của em, thì mọi việc coi như trắng tay đó anh. Dạ, đây là hình đám tang nè hai chú. Bác cứ để xuống đó đi. Chúng tôi muốn gặp anh Khanh. Bác có biết khi nào anh Khanh về không? Thiệt tình tôi cũng không biết nữa. Có thể giờ này nó đang ở ngoài nhà hàng. Nhưng mà từ khi vợ nó mất, nó buồn hay đi nhậu, cho nên... Nhà hàng đó ở đâu hả bác? À, có cái cạc nè, chú giữ đi. Dạ, nếu có gì cần, chúng cháu sẽ tới. Dạ. Chào bác. Dạ, chào bác. Chào hai chú.
Khanh đó hả? Có cảnh sát tới đó. Con coi chừng nha. Anh. Hả? Cái gì? Anh có thấy bà có vấn đề không? Vấn đề gì? Bà có vẻ nhiệt tình quá đáng. Thì tự nhiên cảnh sát tới nhà hỏi ai không vậy? Thì em công nhận, nhìn mặt anh bữa nay cũng thấy ớn. Nhưng mà ý em là bà này hơi khác thường. Chưa biết gì thì đừng có nói. Biết đâu sếp mới mình có lý. Thôi đi. Cảnh sát sắp tới hạch hỏi. Em biết rồi đó. Đừng làm họ nghi ngờ. Kệ họ. Em không muốn bỏ anh một mình. Không có đơn giản như em nghĩ đâu. Thôi em, làm anh ra ngoài làm việc bình thường đi. Không thôi mọi người nghi đó. Anh không thể chối bỏ em dễ dàng như vậy được đâu. Tìm cách nói về cô ta. Dạ. Chị ơi. Ừ? À, cho tôi hỏi. Gì cưng? Tôi muốn hỏi về cô gái đi ra hồi nãy. Sao? Ờ, cô gái quan hệ sao với ông chủ? Anh là ai mà không biết về chuyện đó? Tôi là thám tử. Ừ? Thám tử? Ừ. Thì không? Ừ. Tôi là cảnh sát nè. Ừ. Tôi chuyên môn đi bắt những người tò mò tọc mạch chuyện người khác đó. Biết. Tôi kêu bây giờ tống cổ bây giờ. Người gì đâu mà dữ dằn. Xin lỗi, cho tôi gặp ông Năm Phấn. Dạ, mời vào trong. Cảm ơn chị. Chúng tôi đến đây để tìm hiểu về cái chết của chị Phương, vợ anh, theo đơn khiếu nại của ông Năm Phấn, ba vợ anh. Tôi biết. Anh có thể cho biết tại sao không? Tôi không biết. Anh hãy nói về mối quan hệ giữa anh và vợ anh. Giữa hai người đã xảy ra xung đột gì khiến ông Năm Phấn có kết luận là anh có động cơ giết cô ấy? Chúng tôi lấy nhau sau khi Phương tốt nghiệp phổ thông. Cô ấy ở nhà và không đi làm. Trước đó cũng hay lui tới khách sạn. Nhưng sau do bệnh nên ít khi ra ngoài. Chắc tại vậy, giả lại Phương bệnh nên tính tình có phần nóng nảy và cáu gắt. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm hại cô ấy. Giữa hai người có ý định ly hôn với nhau không? Không hề. Không ly hôn, không giết, nhưng chỉ cặp bồ để làm cho cô ấy lên máu mà chết. Vợ tôi chết có giấy chứng tử của bệnh viện đàng hoàng. Cô gái lúc nãy có phải là một trong những nguyên nhân khiến cho vợ chồng anh cãi vã với nhau hay không? Tôi phản đối. Tôi...
Hỏi cho biết vậy thôi, chứ chúng tôi mà điều tra là ra ngay. Anh khỏi vòng vo chi cho mắc công. Thôi được, tôi vừa chia tay với Thảo, chính vì vậy mà cô ấy khóc. Anh thấy rồi đó. Tôi biết tôi có lỗi trong cái chết của Phương, nhưng tôi không giết vợ. Lâu quá không gặp ba cháu. Ba cháu có khỏe không? Dạ khỏe. Hồi nãy cháu có gặp vợ của chú. À, bà có cung cấp gì cho cháu nhiều chưa? Cũng không nhiều lắm, nhưng mà hình như cô đang bận với đâu thì phải. À, bà phải ra nhà hàng. Con gái chú với bà cũng không gần nhau lắm. Cháu biết đó, mẹ kế gần bằng tuổi mình. Chú biết nó cũng không hài lòng lắm. Tội nghiệp, thấy nó cũng không được hài lòng chuyện gì hết. Không hài lòng là sao hả chú? Nó lấy chồng mà không có con. Thụ tinh nhân tạo mấy lần cũng không được. Chú nghĩ đó là lý do thằng kia bắt đầu cặp bồ với con khác, làm cho bệnh của nó nặng hơn. Lý do chú nghĩ nó mưu hại con Phương là vì khoảng một tuần trước khi Phương chết, nghe đầu nó đưa con nhỏ tới bệnh viện, rồi chưa hết đã đùng đùng đem con nhỏ về nhà. Vừa về hôm trước, hôm sau nó chết. Giá mà chú ở nhà, giá mà chú đừng đi Singapore chữa bệnh một tháng qua, có lẽ con Phương chưa phải chết. Nếu có chú ở nhà thì thằng kia chắc chắn không dám ra tay đâu. Chú à, tại sao chú cứ khăng khăng là chính Khanh đã hại chết Phương? Thì cháu nghĩ coi, con nhỏ đang trị bệnh ở bệnh viện, tự nhiên nó một hai đồ đem con nhỏ về nhà. Hôm trước hôm sau thì chết đột ngột, không nó thì ai? Thằng đó là thứ bất tài vô dụng, lấy vợ chỉ biết gia tài bên vợ. Chú cứ nghĩ, với cái đứa tham như vậy, mình công bố quyền thừa kế sẽ làm nó cần con nhỏ thì tình hình sẽ đỡ hơn. Ai ngờ đó là thứ dám giết người, nó muốn chiếm hết của con nhỏ. Chú, tức là chú đã công bố quyền thừa kế trước khi Phương chết à? Chính xác là một tháng. À, xin lỗi, chú cho cháu hỏi một câu riêng tư. Chú cho Phương phần lớn gia sản của chú, vậy còn vợ của chú thì sao? Bả và thằng nhỏ cũng có phần, đương nhiên là không nhiều bằng Phương. Gia sản này phần lớn là do chú và má nó gầy dựng nên. Nhưng mà Quỳnh Nga không có gì đâu, cháu nên tập trung vào thằng Khanh. Trách nhiệm của điều tra là phải làm rõ thủ phạm. Khi chưa có chứng cứ thì ai cũng có thể là nghi can hết chú à. Anh Nguyên. Cái gì? Chỉ em cách tiếp cận phụ nữ đi. Con nhỏ đó làm em khớp quá. Em chỉ mới hỏi nó về cái cô khóc lóc kia thì nó đã hét lên. Nó còn dám xưng nó làm công an, rồi còn dọa kêu bảo vệ bắt nữa chứ. Chú hỏi sao? Thì em hỏi, chị ơi cho em hỏi, cô gái kia quan hệ sao với ông chủ? Vậy thôi. Có ba sai lầm. Thứ nhất, nhân viên trong nhà hàng không đời nào đem chuyện của ông bà chủ ra nói với khách nếu không muốn bị đuổi việc. Thứ hai, những quan hệ như vậy không hỏi thẳng sao câu chào được, mà phải biết kết thân, tạo niềm tin thì mai ra. Còn thứ ba cũng là cơ bản nhất, kêu phụ nữ bằng chị. Nhưng cô ta có dễ dàng em mà. Ừ? Hèn chi, không nghe anh gọi sếp là chị. À, em nghe nói, sếp sinh năm 72, lớn hơn anh tới 5 tuổi lần đó. Nè, để chỉ cho chú một nguyên tắc. Phụ nữ luôn là em. Phụ nữ luôn là em. Chào mọi người. Chào sếp.
chị. Cảm ơn. Như vậy là Phương sẽ được chia phần lớn gia tài của cha. Và có hai người biết rõ điều này và có khả năng sẽ muốn số gia tài đó, chính là Khanh và Quỳnh Nga. Vợ chồng Khanh Phương lại không có con. Chính vì vậy nên Khanh là người thừa kế nếu như vợ của Khanh chết. Và bên cạnh đó, mẹ của Khanh cũng là một nghi vấn. Như vậy, chúng ta có bốn đối tượng đáng nghi, lần lượt là Khanh, Thảo Bồ Khanh, Quỳnh Nga và mẹ Khanh. Đúng. Trong đó có một người mà chúng ta chưa khai thác, đó là Thảo. Ngoài ra, chúng ta cũng phải truy lại nguồn gốc của bệnh và quá trình điều trị, cũng như nơi cấp giấy chứng tử của Phương. Có lẽ tôi nên đi gặp cô Thảo thì hợp lý hơn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện. Cảm ơn Nguyên đã cộng tác. Đúng rồi, anh Nguyên thật là quá kinh nghiệm. Em còn đang ngơ ngác thì anh đã liếc ngang, biết đâu là bộ nhí, biết đâu là vợ. Tôi ăn lương để làm việc này. Đi. Rõ. Chào cô. Chị là ai? Tôi ở cơ quan điều tra. Tôi muốn biết một số chi tiết về bà chủ khách sạn nơi cô đang làm. Chị ngồi đi. Chúng tôi đã chia tay rồi. Đúng ra là anh ấy bỏ tôi. Cô hãy kể từ đầu. Không phải lỗi tại tôi. Tôi được nhỏ bạn giới thiệu vào làm tiếp tân khách sạn. Sau đó, được đưa làm quản lý. Sau này, tôi mới biết là vì anh Khanh để ý và tin tưởng tôi. Sau đó, chúng tôi bắt đầu gặp nhau. Dần dà, chị Phương biết được mối quan hệ giữa tôi và anh Khanh. Em. Kế toán trưởng có việc về sớm, nhà em ban cho anh. Anh uống đi. Anh mệt lắm. Cảm ơn em. Anh chưa bao giờ được yên ổn như vậy. Ở nhà lúc nào cũng phải đối phó, căng thẳng. Alo, có gì không em? Khoảng một tiếng nữa vậy. Em uống thuốc chưa? Không. Anh có gì anh đi lập tức. Bất cứ giá nào cũng phải về nhà. Chứ còn nhà gì, anh phải giải quyết nữa. Anh phải về nhà ngay. Được rồi, từ từ anh về. Anh đang ở với con Thảo chứ gì. Đừng có nói dối. Thôi, anh về đi. Không thì chị ấy đến đây làm mầm lên như bữa trước á. Được rồi, không biết tới khi nào nữa. Thôi, em về nghỉ đi. Chị ấy làm cho anh Khanh căng thẳng nên anh ấy mới tìm đến tôi. Chứ tôi biết anh ấy không có ý định lâu dài với tôi.
Nhưng mà cô Phương có bao giờ giáp mặt và làm khó dễ gì cô không? Thường xuyên. Chị ấy tới nhà, đập phá, quậy quọ, rồi còn đánh cả anh Khanh nữa.